Em chào các anh chị đầu tư. Thì hiện tại em có đất đấu giá ở Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang. Đối diện là cụm công nghiệp Ngọc Châu, ngay tỉnh lộ 295. Và khu này thì giai đoạn 2 đang san lấp, chuẩn bị đấu giá. Em bán lô góc chính chủ, hai mặt tiền. Tính ra đơn giá trên 1 m² thì đang rẻ hơn lô thường ạ.